Lần đầu tiên em thấy rất là run. Khi mà em nâng bắt tóc thì em cảm thấy là nói chung là sợ hơn là lúc mà mình cắt xong rồi, thì cảm giác đấy nó cũng dần biến mất thôi. Thì hôm đấy em về quê thì gặp bão mà. Thì sau cái hôm bão đấy thì em cắt tóc cho mấy người, thì trong đấy cái người đầu tiên mà em cắt thì em cho vào cái lọ này ạ. Cái hồi đầu khi mà em mua cái lọ này ấy, thì em mang ra lớp làm, thì các bạn cứ hỏi là làm để làm gì. Mọi người cứ hỏi em là hay là bùa. Em bảo không, đây chỉ là kỷ vật mà em đi cắt tóc thôi. Ở nhà em thì bố mẹ em cũng bảo là nên đi học lấy một cái nghề. Cũng nhiều người bạn nói với em là đi học lấy cái nghề. Cái hồi em bắt đầu đi xin vào trong trung tâm ấy là cũng tình cờ lắm, em đi qua thôi. Trong em hỏi bác bảo vệ, thế là người ta dẫn em vào đấy, bảo là em nộp hồ sơ muộn, tuy là muộn nhưng mà cô giáo vẫn nhận. Muộn phải chắc là phải hơn các bạn mấy buổi. Thứ mà em đang có, nó được trung tâm Rick tài trợ tiền hỗ trợ cho em, xong rồi em mua, em dùng nó để cắt rất là nhiều đầu rồi, đầu đầu lá này, đầu bầu, đầu tém, đầu vít nữa. Và trong đấy là em thích nhất là cái đầu lá mà em cắt ạ. Muốn là sau này chính nhờ cái cây kéo này ấy, nhờ khả năng của em sẽ đi học thêm một chút nữa, vì sau em sẽ mở cửa hàng, em sẽ cắt tóc cho người nghèo. Em sẽ chỉ lấy, bình thường thì người ta sẽ lấy 40.000 nhưng em chỉ lấy 20.000 thôi. Nhưng mà quán của em lúc nào cũng sẽ đông khách. Khi mà em mở quán ấy thì em sẽ đặt tên quán là Tóc Mây, bởi vì tóc mây của người là hai từ nó rất là ngắn, nó dễ nhớ. Người ta đến cắt tóc thì người ta cảm thấy như là em là một người rất là khéo léo, ngay từ khi mà đặt tên quán đã đặt Tóc Mây rồi. Nó vừa dễ nhớ trong những cái người đến cắt tóc mà họ sẽ ấn tượng, bởi vì là ở đấy là một người phụ nữ nhỏ bé như em thôi, nhưng mà em sẽ cắt tóc cho họ thật là đẹp. Em mở được ạ. Để em mở ra nhá. Ở trong này có những cái hộp xốp với lại có ba tờ giấy em ghi những cái điều mà em giấu kỹ trong này. Tớ sẽ trang điểm cho cậu nhé. Trang điểm đẹp đẹp. Mà em muốn là tất cả phụ nữ trên thế giới này đều biết làm đẹp và đều tự tin về vẻ bề ngoài của mình thì sẽ làm được nhiều thứ khác hơn. Em muốn người phụ nữ trở nên đẹp đẽ hơn là vì ở trong cuộc sống hàng ngày ấy thì người phụ nữ rất là vất vả, mà họ
cần phải được tôn vinh và cần phải được đánh giá cao. Có nhiều nơi mà em biết, có nhiều người bạn mà em biết ấy, thì họ thường hay bị lừa gạt. Thì em thấy rằng phụ nữ rất là hay bị như kiểu là người ta bắt nạt đấy à, người ta không tôn trọng. Mà người phụ nữ tuyệt vời thì cũng bao giờ cũng là người phụ nữ có nghề nghiệp riêng của mình, thì đó cũng sẽ là mẫu người phụ nữ tuyệt vời. Đây là tờ giấy màu xanh ạ, thể hiện ước mơ của em, và em viết ở trong này là những cái ước mơ của em để sau này em đi làm ấy ạ. Sau rồi có được tiền rồi thì em sẽ làm những cái điều này. Chỉ mỗi tiền trung tâm hỗ trợ thì em cũng không đủ. Mà bố mẹ em thì nghèo lắm, chẳng bao giờ cho tiền cả. Từ ngày em đi học bây giờ thì toàn là em tự đi bán trà đá thôi. Một buổi tối thì có thể là em sẽ bán hết số hàng này, hoặc cũng có thể là không. Nếu mà bán hết số hàng này thì em cũng được 100.000 buổi tối. Đây là cốc em mua để đi bán trà đá đấy ạ. Còn đây là đĩa. Còn đây là hướng dương. Còn đây là thuốc lá. Còn đây là kẹo lạc ạ. Đây cũng là tờ giấy mà em gói lại để nhớ lại cái kỷ niệm mà lần đầu tiên em cắt tóc. Nó cũng giống như là một cái tờ giấy xanh này, nó cũng thể hiện ước mơ của em và nó vẫn chưa được thực hiện. Cũng là điều mà em muốn là sau này mình sẽ thực hiện được. Nó cũng liên quan đến ngành tóc của em. Em mong muốn là cũng từ đây em cho mình một dấu hỏi về cuộc sống sau này của mình tốt hơn. Em nghĩ là mỗi con người chúng ta ai cũng đều giỏi hết. Chẳng qua là họ chưa biết phát huy hết cái giỏi của họ thôi. Họ chưa biết được điểm giỏi của họ thì họ chưa thể phát huy được. Chỉ cần là mình mạnh dạn lên, mình dám có niềm tin, mình làm được là mình sẽ làm được. Em nghĩ là như thế.